tháng 2 năm 2018, Bệnh viện Quân y 120 cục hậu cần quân khu 9 tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2018. Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Đại tá Hồ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy cục hậu cần. Các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng cục hậu cần, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc cục hậu cần quân khu 9. Về phía địa phương của ông Trần Kim Tráp, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chỉ huy Bệnh viện Quân y qua các thời kỳ, các đồng chí đại diện cho đơn vị quân đội, cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương và cán bộ chiến sĩ công nhân viên Bệnh viện Quân y 120. Trong không khí vui tươi của mùa xuân sau các tiết mục văn nghệ, các đại biểu đã được nghe Thượng tá Đặng Tiến Phước, Chính ủy bệnh viện đọc thư Bác Hồ gửi cho hội nghị cán bộ y tế chủ chốt ngày 27 tháng 2 năm 1955. Đại tá Phan Hồng Phúc, giám đốc bệnh viện đã ôn lại truyền thống ngành y tế Việt Nam và của Bệnh viện Quân y 120. Tấm nhuận lời dạy của Bác Hồ từ trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cũng như giúp bạn Campuchia, đội ngũ cán bộ y bệnh viện năm 20, những người là những người thầy thuốc mặc áo lính vượt qua mọi khó khăn gian khổ đã tận tụy hết mình phục vụ vì tình thương yêu đồng chí đồng đội vì thương bệnh binh. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã đoàn kết khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành tích rất quan trọng. Tới nay có thể nói diện mạo của bệnh viện 120 đã hoàn toàn thay đổi. Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiện phục vụ cho việc chẩn đoán điều trị được trang bị tương đối hoàn chỉnh cho một bệnh viện loại hai. Đội ngũ chuyên môn đã trưởng thành và thường xuyên được chú trọng về số lượng cũng như chất lượng, tỷ lệ bác sĩ sắp học trên 50%, trong đó có trên 30% có trình độ chuyên hai và thạc sĩ. Tới nay đơn vị đã được Chủ tịch nước vinh danh cho 18 thầy thuốc là thầy thuốc ưu tú, được tặng danh hiệu là sinh viên anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và nhiều huân huy chương khác nhau, được các bộ ngành và một số tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân. Và đặc biệt năm 2017, bệnh viện được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Trong những năm qua, bệnh viện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Bộ trưởng khu, Đảng ủy Ban nhiệm vụ cần sự giúp đỡ các ban ngành trong nhà máy quân đội, đặc biệt là các cơ quan quân dân chính trị ở Tiền Giang. Bệnh viện đã xác định rõ vai trò vị trí của mình trong việc chăm lo sức khỏe thương bệnh binh và nhân dân trong khu vực. Trên cơ sở đó, tất cả các mặt công tác luôn được chú trọng, năng lực quản lý của đơn vị được tăng cường, sự nhiệt tình công tác tận tâm với người bệnh của các bộ nhân viên ngày càng được nâng cao là một trong những yếu tố quan trọng quyết định cho việc hoàn thành. Đại tá Phan Hồng Phúc cảm ơn và chúc sức khỏe nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng cục cần, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc cục cần, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chỉ huy Bệnh viện Quân y 120 qua các thời kỳ, các đồng chí đại diện cho các đơn vị quân đội, cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương và cán bộ chiến sĩ công nhân viên đang công tác tại đơn vị đã dành thời gian quý báu đến thăm bệnh viện chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam, gửi gắm niềm tin và những tình cảm yêu mến dành cho cán bộ nhân viên công nhân viên Bệnh viện Quân y 120. Đại tá Hồ Minh Phương thay mặt Đảng ủy Ban chủ nhiệm cục hậu cần đã biểu dương khen ngợi những thành tích đạt được của Bệnh viện Quân y 120 trong năm qua. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công nhân viên bệnh viện phải luôn giữ vững y đức, đoàn kết, hết lòng hết sức phục vụ người bệnh. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ công nhân viên bệnh viện mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy truyền thống bệnh viện anh hùng. Bác sĩ Phạm Nhân Hoàng, nguyên chủ nhiệm khoa chẩn đoán hình ảnh đã phát biểu cảm tưởng của thế hệ đi trước. Đồng chí tin tưởng với sự lãnh đạo của ban giám đốc, hiện nay Bệnh viện Quân y 120 là địa chỉ khám và điều trị bệnh tin cậy cho bộ đội và nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thay mặt Đảng ủy, ban giám đốc bệnh viện, Thượng tá Lương Vĩnh Khánh, phó giám đốc bệnh viện đã cảm ơn các cơ quan, đơn vị, cá nhân đến dự họp mặt và chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Xin chúc Bộ trưởng Bộ Cần, chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe,